Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là các bạn đây, các bạn có thể lên YouTube nhá. Các bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn có nhu cầu mua điện thoại cũ ấy, các bạn có thể lên YouTube này. Các bạn gõ kênh Triệu Phú TV, các bạn sẽ ra cái kênh YouTube của mình. Đấy, kênh YouTube mình chuyên mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Đây kênh đây hơn 50.000 là sắp đấy các bạn nhé. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ đấy. Đấy. Các bạn đăng ký, kích vào đăng ký kênh này, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn là chiếc sản phẩm là con này là hôm nay. Đấy, hôm nay nhà mình về là con này là Xiaomi Lot 4 nhá. Đấy. Đấy, hôm nay nhà mình về hôm nay được về là con này là con Xiaomi đấy ạ. Đấy. Xiaomi Lot 4 nhá. Con này là phiên bản của nó là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB nhá, con Lot 4 này. Đấy. Xiaomi Lot 4 này, con này là bản Mi 2 SIM nhá. Đây. Ngoại hình thì con này cũng khá là ok, còn 90% các bạn nhá. Mi Lot 4 này, còn ngoại hình thì còn độ 90%. Con Mi Lot 4 này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Đấy. Con này thì mình cũng giới thiệu sơ qua cho bạn thôi. Tại vì mức giá nó chỉ hơn triệu thôi mà. Các bạn muốn tìm hiểu thêm các bạn có thể lên Google search giúp mình. Con này thì bao cho bạn là men zin, màn zin nhá. Con Mi Lot 4 này thì gì nhỉ? Mi Lot 4 này thì là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Đấy. Chỉ với giá là 1.500.000 các bạn là xíu sản phẩm là Xiaomi Lot 4 các bạn nhé. Đây Mi Lot 4 này 1.500.000 cho bạn nhé. Tặng kèm các bạn một cái ốp luôn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Lot 4 đấy các bạn liên hệ hàng liền sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn sẽ là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán điện thoại cũ. Và ở xa bên mình có ship, thì hình thức mua hàng ở xa bên mình rất nhiều hình thức, thì là các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuẩn hình thức là chuyển khoản trước. Thì mình sẽ fry ship các bạn, còn các bạn nào mà chuyển khoản sau ấy, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Đấy, tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, Mi Lot 4X này. Nói chung là Mi cũng cực kỳ ok, chip RAM của nó cực kỳ tuyệt vời. Pin cũng khá là ok nhá. Nói chung cũng nhanh lắm, không có độ rơ, độ lag gì. Đấy. Con Mi này bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các em nhỏ mấy thích trải nghiệm cái sản phẩm Xiaomi cảm ứng này, chơi game này thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, Mi này tặng ông bà bố mẹ người thân thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là con Samsung Oppo A9 2020 nhá. Lâu lắm thì hôm nay bên em lại về được con này đây. Samsung A9 2020 thì ngoại hình con này thì còn mạnh, còn 90% trên 90%. Con này thì là máy riêng nguyên bản các bạn nhé. Đấy, con Oppo A9 2020 thì các bạn cũng nói sơ cua qua rồi. Màn hình con này thì của nó là 6. Màn hình Oppo A9 2020 thì mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn luôn. Đấy. Màn hình con này là màn hình là 6.5 inch, màn hình của nó là tràn viền. Đấy, full. Con này là HD cộng nhé. Con này thì là phiên bản của nó là phiên bản là chip, con này chạy chip Snap này 665 này, phiên bản của nó là RAM 8GB này, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy. Pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Con Oppo A9 2020 này pin con này là pin 5000 này. Ngoại hình này đấy, khá là ok luôn. Đấy. Máy zin nguyên bản nhé, cổng hỗ trợ sạc đấy, cổng sạc Type C này đấy. A9 2020 Oppo này thì là 2 SIM 2 sóng. Con Oppo A9 2020 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.600.000. Đấy, các bạn mình sẽ tặng kèm bạn một cái ốp là chống va đập này luôn các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mua khách có tặng kèm là ốp chống va đập này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A9 2020 này, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân các bạn nhà hàng sớm nhất. Các bạn ở xíu là RAM chỉ với giá là hơn 3 triệu đồng thôi. Các bạn ở xíu là cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về chiến game, xem phim nghe nhạc cực kỳ ok. Tại vì những sản phẩm Oppo này mới bây giờ trực này là pin châu thôi. Thiết kế đẹp thôi các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục là con này Samsung Note 8 này. Đấy, Note 8 này thì là màn hình của nó thì là màn hình đẹp này. Màn hình con này thì là gì nhỉ? Không ám nhé. Nó chỉ bị hơi lưu một tí thôi các bạn nhé. Đấy.
lưu tí phần dưới này, về chỗ trên ở trên này thôi. Đấy, con này là chỉ hơi bị lưu một tí thôi. Con lót 8 này thì là màn hình, con này thì là màn hình đẹp, không ám này. RAM thì con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Đấy, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Lót 8 này thì màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch. 6.3 inch màn độ, màn hình của nó độ phân giải của nó là 2K, bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con lót 8 này thì ngoại hình của máy này đẹp keng nhé. 90/90%. Các bạn mua về xem phim, nghe nhạc, chạy Grab nổ đơn cực kỳ tuyệt vời. Con lót 8 các bạn mua về nổ đơn thì khỏi phải chê luôn nhé. Đấy. Con lót 8 này thì bên mình đang bán các bạn về giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con lót 8 này. Con này thì màn hình đẹp không ám, chỉ bị hơi bị lưu một y ảnh một tí thôi. Đấy, bên mình đang bán các bạn về giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Lót 8 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 thì các bạn ngân hàng thì sớm nhất nhá. Lót 8 đấy ạ. Đấy. Siêu phẩm này, 2 camera, 1 đèn flash và vân tay nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Lót 8 đấy nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 7 Plus. Đấy, iPhone 7 Plus. Thì hôm nay bên mình lại vừa về con này xong các bạn nhé. Đấy. iPhone 7 Plus thì là mình sẽ giới thiệu sơ qua qua các bạn. Ngoại hình thì con này còn máy còn 90/90% nhé. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại khách xong. Thì con này mình check là máy full xanh các bạn nhé. Máy full xanh. Chưa thay thế hay là sửa chữa gì các bạn nhé. Con này mình check này là máy full xanh nhé. Chưa thay thế sửa chữa gì. 7 Plus màu... Màu con này là màu gì nhỉ? Đây, màu ghi nhám này, màu đen nhám này. 7 Plus màu đen nhám này. Đấy. Máy đẹp thì ngoại hình thì còn 90/90%. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin nên các bạn yên tâm này. Đấy, 7 Plus thì con này thì là bản của nó là bản 32GB nhá. Đây là vỡ kính, này là kính cứng lực thì các bạn nhé. Đấy. Nó này, kính này là kính cứng lực thôi nhá. Không các bạn bỏ vỡ kính màn hình chết. Đấy. Này. Màn hình đẹp keng luôn. Con 7 Plus con này là bản quốc tế 32GB nhá. Con này là 7 Plus quốc tế 32GB. Thì là con 7 Plus này thì là pin của nó, tình trạng pin của này là còn tình trạng pin của này còn 85% nhá. Pin của này 85% nhưng mà được cái là máy pin zin theo máy luôn các bạn nhé. Pin còn 85% nhưng mà pin zin theo máy. Con iPhone 7 Plus này thì các bạn cũng đã rõ rồi, của nó là thiết kế 20 camera. Các bạn quay phim làm vlog cực kỳ tuyệt vời. Đấy, iPhone 7 Plus nó thật các bạn khỏi chê luôn. Đấy. iPhone 7 Plus. Đây. Máy cũng gọi là đẹp leng keng luôn. Đấy, con này là bản quốc tế 32GB nhá. Con iPhone 7 Plus được quốc tế 32GB này thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 5 triệu đồng nhá. Đấy. Đấy, 5 triệu đồng, máy đẹp leng keng nhá. Mình bao trong này là full xanh luôn nhá. Check các bạn là bao tút là full xanh luôn các bạn nhá. Máy chưa thay thế sửa chữa gì. Từ viên pin cũng chưa thay đấy các bạn nhá. Đấy, máy nguyên zin nguyên bản. Nói chung là tìm được con nguyên zin nguyên bản như này thì cực kỳ là hiếm nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, máy màu đen nhám cực kỳ là đẹp đấy ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung J7 Pro. Ngoại hình thì con này cũng khá là ok, cũng còn phải đến 90% các bạn nhé. J7 Pro thì màn hình của nó là 5.5 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin thì là pin 3K6 nhé. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng, màn hình đẹp không ám ố. Con J7 Pro này thì là màu xanh. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.800.000 nhé. Con J7 Pro này 1.800.000 cho bạn luôn. Bản công ty, 2 SIM 2 sóng, máy zin nguyên bản các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro thì các bạn tanh ngay là hàng mình sớm nhất. Con này thì các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì quá tuyệt vời luôn. Quá là ok luôn. Đấy. J7 Pro 1.800.000 cho các bạn nhé. Bản công ty, 2 SIM 2 sóng nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Redmi 5i. Đấy. Redmi 5i thì con này thì là màn hình của nó là 6.55 inch. Con này là màn hình của nó là HD cộng. RAM con này là RAM 3GB nhé. Con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Con này là chạy chip Snap 665. Đấy, màn hình con này là HD cộng. Pin con này là pin 5000. Đấy. Đấy, pin con này pin 5000 nhé. Màn hình con này là HD cộng luôn. Đấy. Con Redmi 5i này thực kỳ là 1, 2, 3, 4 camera, 1 đèn flash và vân tay này. Con này thì là máy đẹp leng keng luôn. Redmi 5i này. Máy đẹp leng keng luôn. Chỉ thiếu mỗi hộp là thành máy mới luôn các bạn nhé. Con Redmi 5i máy màu xanh này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu mốt nhé. Đấy, máy đẹp leng keng sở kịp sở beng này. Đấy, bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu mốt các bạn nhé. Pin 5000 các bạn dùng khỏi phải chê luôn. Các bạn quá là trâu, các bạn mua về xem phim nghe nhạc hoặc là chơi game các kiểu. Rất là ok.
Redmi 5i này các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 5i này các bạn nghe hàng điện sớm nhất. Bản con này là bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Chip Snap nhá, pin 5000 nhá, dùng rất ok ạ. Đây, mấy giá rẻ thì mình cũng có cho các bạn luôn. Đây, giá rẻ con này là con Z3 Pro. Z3 Pro thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được con này. Z3 Pro con này là bản Hàn một SIM nhé. Z3 Pro con này là bản Hàn một SIM. Z3 Pro này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Con này thì là nó nhỏ gọn, không to quá mà nó không nhỏ quá, các bạn cầm con này nhỏ gọn. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời. Con Z3 Pro này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là máy đẹp len keng xà beng luôn. Con này thì bên mình đang xả các bạn với giá là 1.300.000 các bạn nhé. Con Z3 Pro 1.300.000, máy zin nguyên bản các bạn nhé. Bản Hàn một SIM nhá. Này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Z4 Plus này, Z4 Plus thì là Z4 Plus ạ. Z4 Plus thì con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Pin con này pin hơn 3000, màn hình thì là 6 inch, hơn 6 inch. RAM con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Z4 Plus này thì bên mình đang bán cho bạn về giá là 1.500.000 nhé. Pin con này thì khỏi phải chê được, quá là trâu bò luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z4 Plus để các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thương lượng giá là 1.500.000, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con, mình sẽ xem con này là con gì. Con này là Redmi C1 hay sao ấy. Con này là Redmi C1. Redmi C1 thì là con này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000. Ngoại hình thì con này thì còn máy còn 90%. Con Redmi 5i này, à gì nhỉ? Sorry các bạn, con Redmi C1 này thì bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.400.000 các bạn nhé. 1.400.000 các bạn là xíu, là pin 4000 các bạn nhé. Các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bạn những dòng này các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt ít nhá. Redmi 5i này pin thì là pin hơn 4000. Đấy, bên mình đang xả cho bạn với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A1K này. Đấy, con Oppo A1K này phiên bản của nó là RAM 2GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình thì là hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000. Ngoại hình thì con này còn máy còn 90%. Con gì nhỉ? Con Redmi gì nhỉ? Con Oppo A1K này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.700.000. 1.700.000 con Redmi, à con A1K này các bạn nhé. 1.700.000 con A1K này các bạn nhé. Mặt sau thì phải phẩy có dùng ốp các bạn nhé. A1K là 1.700.000 cho bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Note 8 này. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được con này đẹp len keng xà beng luôn. Con Note 8 này thì là phiên bản của nó là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Máy con này thì là ngoại hình thì máy đẹp 90%. Máy đẹp len keng xà beng các bạn nhé. Đấy. Con Note 8 này máy đẹp len keng xà beng. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6,3 inch này. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Đây. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6,3 inch nhé. Đấy, màn hình của nó là tràn viền. Đây, màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch này. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch này. Đấy, con Note 8 màu xanh này bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.700.000 nhá. 4.700.000 Note 8 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 các bạn nghe hàng được sớm nhất nhá. 4.700.000 cho các bạn nhé. Đấy. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn là chiếc A7 2018 thì bản Hàn Quốc này thì nhà mình còn một chiếc màu đen nhé. Còn A7 2018 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.700.000. Con này là bản Hàn một SIM một sóng, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. A7 2018 thì khác bản mỗi cả công ty thì giống như nhau, nhưng mà chỉ khác mỗi cái một SIM hai SIM thôi nhé các bạn nhé. Con này là thiết kế là 3 camera, màn hình thì là hơn 6 inch này, 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000 các bạn nhé. Pin thì là pin hơn 4000 luôn các bạn ạ. Con A7 2018 này máy đẹp len keng xà beng. Con này thì bên mình đang thanh lý gọi giá là 2.700.000 các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 đấy các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Đấy. Và bây giờ cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về ít mẫu sản phẩm để cũ giá rẻ thì các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấn máy lên, liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Nhiều khi tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp vậy thì các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại vào clip vào tối ngày mai các bạn nhá.